Ở đây không biết có ai giống mình hay không Một khi mà đã quá đam mê rồi các bạn ạ Thì mình bất chấp luôn Mình biết á, là chiếc loa Marshall Everton Thì kéo gì kéo á, nghe nó không thể nào hay Mà nó đã bằng so với chiếc loa bow Soundlink Flex được Nhưng á, do là mình cũng thích cái thiết kế cổ điển Nghĩ đi nghĩ lại các bạn ạ Nghĩ vài ngày rồi đau cả đầu luôn Mà mình á, kéo là Một khi mà đã thích đã đam mê thì cũng nghĩ nhiều lắm mà nghĩ nhiều ấy, nó lại không hay các bạn ạ Nên là suy cho cùng thôi thì quất luôn đi thì quất luôn một cái về nghe cho nó đã cũng như là trải nghiệm cho nó chi tiết đi cho nó không còn cái cảm giác gọi là nghĩ nhiều nữa cũng như là có cái để mà sưu tầm ở đây không biết có anh em nào giống như mình hay không lúc đầu là mình tính mua chiếc loa Marshall Emerton 2 ấy nhưng mà so cái chiếc bản 2 đấy nó đắt quá các bạn ạ nên là thôi mình lại xuống cái bản Marshall Emerton 1 cho nó tiết kiệm mà thực tế là mình cũng chẳng dám mua mới cơ mà mình chỉ mua cũ thôi các bạn ạ các bạn cứ nhìn vào chữ M này nó đã bị xước rồi cũng như là cái phần mặt lưới trước này ấy, nó đã bị nó vào trong luôn mà tuy vậy rồi đấy giá nó vẫn còn khá là căng các bạn ạ mình đã phải tốn gần 2 triệu cho chiếc loa Marshall em tầng một này các bạn thấy khủng khiếp chưa tuy cũ nhưng mà cái giá trị của nó vẫn cứ gọi là căng đét đẹp, đẹp, đẹp luôn khi mà mình cầm hai chiếc loa này trên tay ấy, thì các bạn thấy này, nó khác biệt hoàn toàn với chiếc Bose Soundlink linh flex thì nó mang cái hơi hướng gọi là thiên về di động này bụi bọng nó kiểu thể thao hơn. Còn riêng với chiếc loa Marshall Elbarton 1 này, thì nhìn nó kiểu uh, lịch lãm này, nó cổ điển và nó vẫn có cái gì đấy uh, rất là khác biệt luôn. Ngay bây giờ mình sẽ quay thật chi tiết những thứ có trên chiếc loa Marshall Elbarton 1 này. Rồi sau đấy mình tiến hành tháo tung nó ra để mà khám phá cấu tạo bên trong. À, mà tí nữa là mình sẽ cho hai chiếc loa này, một bên là Marshall Elbarton 1 và một bên là Bose Soundlink Flex, mình cho nó hát cùng lúc luôn. Để cho các bạn thấy rõ được là chiếc nào hơn chiếc nào Tại vì mình thấy á, giá mua cũ á, thì gần như là giá nó cũng ngang, ngang nhau các bạn Chứ nó cũng chẳng rẻ hơn nhau là mấy đâu Nên là tí nữa mình sẽ thử nghiệm cùng lúc luôn để xem là nó sẽ như thế nào Phải công nhận rằng á, những chiếc loa của Marshall á, mình thấy có một cái thiết kế nó rất là đơn giản thôi Và nó mang cái hơi hướng cổ điển á, nhưng mà nhìn vào rất là đẹp Các bạn thấy này để mình sơ lược qua một chút thông tin thông số kỹ thuật của chiếc loa Marshall Everton 1 này loa có tổng công suất là 20W ở bên trong chiếc loa này cũng có hai củ loa toàn giải này một cái nằm ở phía trước và một cái nằm ở phía sau để tí nữa mình cũng sẽ tháo tung ra là các bạn sẽ thấy ngay ở mặt dưới đáy loa mình thấy cũng có rất là nhiều những cái thông tin gì này cũng như là các cái chuẩn còn ở mặt trước và mặt sau loa thì nó đều được trang bị một cái lớp gọi là lưới kim loại các bạn ạ cái này là làm bằng kim loại 100% luôn Nên là cầm vào rất là chắc tay và nó cứng nữa Cả mặt sau cũng thế này Đều làm bằng kim loại hết luôn các bạn ạ Còn riêng cái phần thân này á Thì nó giống như là một cái chất liệu gì đó Tương tự như một chiếc ốp lưng điện thoại Nó rất là dẻo luôn Ở bên trong thì nó bóng Còn bên ngoài thì được tạo những cái vân như này để khi mà mình cầm trên tay nó sẽ tạo lên một cái cảm giác cầm rất là chắc chắn và nó không có dễ dàng bị trượt loa ra khỏi tay các bạn cái loa này á tuy nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cái khối lượng của nó mình cảm giác á, nó cũng không thua kém gì mấy so với chiếc Bowflex này nó nặng và nó chắc tay lắm các bạn ạ còn ở phía trên mặt loa sẽ có một cái nút nhấn này tuy nhiên á cái nút nhấn này nó rất là giống so với một cái joystick các bạn ạ mình có thể đảo qua đảo lại này sang phải sang trái rồi lên phía trước này lùi lại phía sau với thao tác này là mình có thể tăng hoặc là giảm âm lượng cũng như là qua bài hoặc là lùi bài này còn nếu như mình nhấn đè vào và giữ khoảng một lúc á, thì nó sẽ lên nguồn hoặc là tắt nguồn đi còn với nút bên trái này á, là dùng để kết nối bluetooth mình chỉ cần nhấn đè nó khoảng vài giây là cái đèn đỏ này nó bắt đầu nhấp nháy này cứ thế thôi là mình đã có thể dùng một cái thiết bị khác kết nối vào chiếc loa này đó các bạn thấy chưa một cái thiết kế phải nói rằng rất là tối giản và thông minh là đã có thể gọi là thực hiện được năm cái tác vụ đó các bạn ạ. nào là mở nguồn tắt nguồn này rồi sang bài lùi bài tăng giảm âm lượng nữa mà cái nút này á, mình thấy nó được làm bằng kim loại luôn thậm chí còn có các cái vân vân này, đâm ra là nhìn vào nó càng đẹp và càng nổi các bạn. để mình nhấn mở nguồn lên luôn, mình cứ nhấn đè này, mình thích nhất á, chiếc loa này là cái phần ngoại hình thiết kế cổ điển của nó. ngoài ra là cái đèn này nữa các bạn ơi, nó khiến cho mình rất là thích luôn. đây chính là cái phần đèn LED báo phần trăm pin này. hiện tại là nó đã tụt xuống ba vạch rồi. còn nữa, các bạn chờ mình tí để mình lấy một cái cục sạc dự phòng ấy, mình cắm vào, nó sẽ thay đổi được trạng thái luôn. đâm ra là mình cực kỳ thích cái điểm này các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa nhìn trông rất là cuốn thì các bạn tuy thiết kế đơn giản thôi nhưng mà nó vẫn mang một cái gì đấy rất là nét hiện đại bình thường á khi mà mình không tác động vào chiếc loa này á thì nó sẽ mờ đi để nó tiết kiệm năng lượng còn khi á, mình tác động vào này nó sẽ sáng rực lên nhìn rất rõ các bạn ạ còn riêng cái nút bên tay trái này á như mình đã nói mình chỉ cần nhấn đè nó khoảng vài giây thôi là cái đèn đỏ này nó sẽ nhấp nháy đó là mình đã có thể dùng một cái thiết bị khác kết nối vào chiếc loa này tổng thể chiếc loa này thì các bạn thấy làm rất là đơn giản thôi nhưng mà nhìn nó vẫn cứ gọi là nét còn riêng bên tay phải sẽ có luôn một cổng sạc tai xi như thế này ngay bây giờ mình tiến hành tháo cái phần vỏ ngoài ra cũng như là tiếp cận với củ loa như các bạn rồi sau đấy mình sẽ thử nghiệm luôn để xem là nó sẽ như thế nào đây ở bên trong nó cũng có các cái mã này các bạn tính ra là cái phần vỏ này nó cũng chẳng khác gì mấy so với một chiếc ốp lưng điện thoại đâu mình có thể tháo ra một cách dễ dàng này cũng như có cái phần vỏ này nó sẽ bảo vệ cho chiếc loa cực kỳ tốt đó nó là như thế này các bạn một cái phần ốp rất là dẻo và nó mềm nữa bên trong thì bóng như bên ngoài thì nó nhám để là cầm vào rất là chắc tay và nó đầm luôn đây các bạn ơi khi mà tháo đi cái phần vỏ ngoài nhìn chiếc loa trong nó cứ tếu tếu kiểu gì như nó mất cái áo rồi là nhìn nó cũng khác biệt luôn để mình thử tháo cái phần vỏ lưới phía trước này ra xem nào. Tính ra là tháo cái này à a tháo dễ ghê các bạn ơi. Mình chỉ cần tìm một cái điểm nào á. Ví dụ như chỗ này này là nó có một cái khía, mình tròn một phát bẫy ra là mình đã có thể lấy được cái phần mặt lưới này ra, rất là dễ rồi. Đây. Có củ loa toàn giải này và một cái màng cũng hướng khá là dày dặn các bạn ạ. Còn một cái ở phía sau nữa để mình tháo ra hết luôn đi cho nó đã còn riêng cái phần mặt lưới kim loại ở phía trước này nó là như thế này mình thấy là nó có một cái uh, lớp vải để mà chống bụi từ hướng bên ngoài này vào còn cái phần logo là được gắn uh, gắn như này luôn các bạn mình cũng không biết diễn tả như nào cho nó chính xác nhưng mà các bạn có thể thấy nó là như này tiếp đến cái phần phía sau đi đâu rồi để mình tìm cái điểm nào ấy ngay đây các bạn ơi Chính xác là cái phần uh, chỗ này. Mình sẽ chọc nó vào để bẫy nó ra. Đấy. Ngon ngay luôn. Tháo ra là quá đơn giản. Đó, rồi. Còn tí nữa thôi các bạn ạ. Đấy. Ra ngay luôn. Cái phần mặt lưới ở phía sau ấy, thì nó cũng tương tự như phía trước thôi. Chẳng qua là nó không có cái logo. Aha. À, cái phần mặt sau này trông bẩn thế nhỉ. Đây. Các bạn thấy này. Thì nó đã bị dính cái... Uh, dính bội hay sao ấy mình nhìn cũng không rõ lắm đâu để xem đúng rồi các bạn ạ chính xác là dính bụi còn hình dạng của loa thì cổ phía trước với cổ phía sau là y hệt nhau luôn không khác gì kể cả cái phần màng cộng hưởng này thì nó cũng khá là dày dặn tương tự như nhau mình có để ý ở trên chiếc loa này có kết hợp giữa hai loại ốc các bạn ạ thứ nhất là ốc lục giác này gần như ở mặt trên loa đều dùng ốc lục giác hết luôn còn ở mặt trước này thì sẽ có kết hợp giữa ốc lục giác và ốc thường riêng mấy cái con to to đều là ốc thường hết các bạn, ạ. còn với bốn con ốc để cố định cụ loa lại ấy, thì cũng là ốc lục giác hết luôn. Thôi không nói nhiều nữa, cứ thế là tháo tung chiếc loa ra để mà khám phá cái cấu tạo bên trong nó. Đây, để mình lấy một cái đầu tu vít này cắm vào để mà tháo nó ra luôn. Không biết là lên tháo cái mặt nào trước đây. Theo như mình thấy thì mình cứ tháo cái mặt trước này ra đi, là mình nghĩ đó là cách để tháo nhanh nhất chiếc loa này một con à con ốc này cũng có luôn một cái một cái lòng đèn nhựa này các bạn đó cũng khá là đặc biệt quá đã các bạn ơi tháo được tới đây á, mình mới chợt phát hiện ra là chiếc loa này á, nó còn zin một trăm phần trăm luôn tính ra mua nó cũ mà được như này là quá đã rồi tại vì sao á, thì các bạn cứ nhìn vào đây những con ốc á, mà mình đã tác động tháo ra rồi á, thì những cái cạnh con ốc này nó bị uh, chóc hết sơn luôn đó nó chóc mất cái lớp sơn đen và nó để lộ rõ ra cái phần gọi là cái màu bạc như này còn riêng những con ốc ấy mà đang có sẵn ở trên chiếc loa này thì những cái cạnh nó vẫn còn nguyên các bạn ạ còn nguyên lớp sơn luôn kể cả mặt trước cũng thế này nó còn nguyên lớp sơn các bạn cứ nhìn vào cái mặt cạnh bên trong ấy thì nó không hề có cái dấu hiệu gọi là mất đi cái lớp sơn đấy như này là đã đủ đảm bảo rằng ấy, chiếc loa này mình là người tháo đầu tiên luôn các bạn ơi quá đã đến covid cuối cùng này là mình đã có thể tháo được cái mặt trước của loa ra rồi. đây rồi các bạn ơi, uh, nhìn trông rất là hầm hố luôn này. để mình tháo một cái rắc loa bên này ra đã. không biết với các bạn thì như thế nào nhưng riêng với mình một khi mà được tháo cái chiếc loa mà mình yêu thích ra thì cảm giác nó đã và nó sướng lắm các bạn ơi. đã ra rồi, phần củ loa nó là như thế này, cái củ loa nó cũng rất nhỏ thôi chứ nó cũng đâu có to gì đâu nhưng mà cái âm thanh của nó cho ra cũng khá là lớn chứ các bạn chứ cũng không hề nhỏ đâu nó có chữ gì đây à cái chữ này cũng hơi khó đọc các bạn ạ mình cũng không biết đọc kiểu gì cho nó chính xác nữa nó cũng có luôn mã qr này các bạn chờ mình tí để mình lấy một cái thước á mình đo sơ lược qua để xem là chiếc loa này nó có kích thước là bao nhiêu cm đây mình tính từ cái mép ngoài luôn nó rơi vào khoảng đâu đó là 5 cm cho kích thước của cụ loa này còn về cái phần nam châm từ neo này thì nó cũng rơi vào đó đó là 2,6 cm. Đó chính là kích thước cho mỗi củ loa có trên chiếc loa Emoton một này. À đây, còn nữa các bạn ơi, bây giờ mới để ý này. Ở cái phần mặt nắp trước này này, nó cũng có luôn cái ron chống nước màu trắng này. Các bạn có thấy rõ không? Để mình lấy gì mình cậy thử ra xem nào. Nó chính là cái phần ron cao su chống nước. Đấy, rõ ràng nó là như này đây. À ha, trông cũng được ghê chứ. Rồi quay trở lại với cái phần mạch điện của loa Marshall Everton 1 này À đây cũng chính là lần đầu tiên mình gặp phải cái con chip khuếch đại âm thanh lạ như thế này nha các bạn Airsimor Còn tên của nó là MA12070P này Còn ở phía dưới này sẽ có bốn cuộn cảm lọc xung của tàu đầu ra Mỗi một con sẽ có giá trị là 220 Henry Còn đó nguyên phía dưới này chính là khối nguồn Bao gồm khối nguồn tăng áp và hạ áp này mình sẽ quay thật gần lại để các bạn có thể thấy rõ được tên của từng con chip cũng như là IC có trên chiếc mạch này luôn đó, nó là như thế này các bạn ạ bao gồm khối khuếch đại thanh này khối tăng áp và hạ áp này còn bên này nữa nó nhỏ hơn thì khả năng cao á đây chính là khối hạ áp có một cái con IC JVK 3655A kết hợp cùng với một cái cuộn cảm nhỏ hơn là 3R3 này ở mặt trên này thì nó chỉ có vài con linh kiện như này thôi Bây giờ mình tiếp tục tháo tiếp ra để xem là nó sẽ như thế nào Để xem là với đầu vít nào á Là vừa với những cái con ốc có trong này đây Rồi ngon lành các bạn ơi Tháo luôn rồi, hóng quá rồi Công nhận là tháo mấy cái chiếc loa nào mà mình yêu thích Thật sự sướng tay cực kỳ các bạn ơi Không biết là các bạn thấy thế nào Chứ còn riêng mình thì thôi Không có gì để mà nói được nữa Cứ gọi là quá tuyệt vời luôn Các bạn nhìn kỹ này, loa tuy nhỏ thôi Nhưng mà phần mạch bên trong á, nhìn hơi bị cầu kỳ ấy. Chứ cũng không hề đơn giản đâu cái này nó chỉ gọi là mới một phần của chiếc loa thôi đấy chứ chưa, chưa có lộ diện hết những cái phần cấu tạo bên trong của chiếc loa đâu nên là bây giờ mình cứ tháo từ từ từng thứ một từng thứ một để có thể khui được hết bên trong loa ra được cái là chiếc loa này á, tháo dễ cực kỳ nên là mình cứ tháo ra hết đi rồi sau đấy mình lắp lại và tiến hành thử nghiệm lại sau các bạn ạ mình thấy nó còn có cái phần chân kết nối với mạch bên trên này nữa các bạn ơi Với khả năng cao là mình cần phải tháo cái mặt trên này ra trước rồi thì sau đấy mới lấy được cái mạch này ra những con ốc ở mặt trên này cũng có luôn cái phần Ren cao su này các bạn Đó, Như này thì khả năng chống nước khá là tốt luôn À mà quên nữa Lúc đầu mình cũng chưa có đề cập đến cái phần pin Pin mình cũng chưa rõ Nó có dung lượng là bao nhiêu mAh Nhưng mà theo như thông tin mà mình đặt được Ở trên mấy cái trang bán hàng ấy, Thì pin của chiếc loa này có thể nghe liên tục Được khoảng 20 giờ đồng hồ Mà cũng công nhận là pin của chiếc loa này trâu thật Căn bản lúc mà mình mua chiếc loa này về Là mình đã nghe được khoảng vài ngày rồi và từ cái lúc mà mình mua đến bây giờ mình chưa có sạc lại pin luôn ấy. mà mỗi lần mình nghe đâu đấy nó cũng rơi vào tầm 3 tiếng đồng hồ các bạn ạ nhưng mà sau 3 ngày thì pin nó tụt cũng chẳng có bao nhiêu cả có vẻ là tháo cái phần mặt trên này ra trước á là chưa hợp lý rồi các bạn ơi bây giờ mình tiếp tục tháo lại cái phần mạch này để xem là nó như thế nào chứ có vẻ là mình thấy nó chưa có được đúng cho lắm ấy nên là thôi bây giờ mình cứ tác động lực một chút vào cái mạch này để tháo nó ra à ra rồi các bạn ơi Thế là mình đã phán đoán chính xác rồi Ra ngay luôn Còn cái gì đây Ở đây mình thấy nó có một cái sợi dây gì À Nó là dây pin các bạn ạ Sau khi tháo được cái phần mạch này ra Là cái phần mặt trên này nó cũng bung ra ngoài luôn Thế thì đúng rồi Vậy là mình cần phải tháo được cái phần mạch chính này ra này Để mình tháo cái jack pin này đã Nhìn trông cũng hầm hố ghê các bạn ơi ở đây có một cái con chip xử lý này. Tên của nó là ARM STB 32L này. Mình thấy nó cũng có luôn một cái miếng giấy nó dán ở đây. Để mình bóc ra thử xem nào để có thể nhìn chi tiết được cái con chip này luôn. Đấy. Nó là như thế này các bạn ạ. Đó. Căn bản thì đây là một con ARM một con xử lý trung tâm cho chiếc loa Marshall này ở ngay bên phải nó cũng có một cái uh, con chip gì đó mình sẽ quay gần lại cho các bạn thấy rõ ràng tên của nó luôn ngoài ra còn có thêm rất là nhiều những cái con linh kiện khác nữa bao gồm tụ điện này điện trở và vài cái con ba chân này. ở góc trên này nữa cũng có một cái con IC gì đó tám chân còn ở góc dưới này nữa có vẻ đây là một khối nguồn nhỏ hơn các bạn ạ nó có một cái con IC gì đó rất là nhỏ này CVK K7Z kết hợp cùng với một cái uh, cuộn cảm 4R7 còn bên này là hai con tụ có thông số là 220 microfarad, điện áp chịu đựng tối đa là 35V. Khả năng cao đây là hai con tụ lập nguồn đầu ra sau khi đã được tăng áp. Đấy, các bạn thấy chưa? Một chiếc loa tuy nhỏ bé thôi nhưng mà về cấu tạo mặt bên trong thì cứ gọi là hầm hố luôn. Cũng không hề đơn giản đâu. Và phần còn lại của chiếc loa nó là như thế này đây. Mình thấy có khối pin này, có một củ loa nữa và một cái mạch rời bên ngoài. Đây rồi các bạn ạ. Mãi đến bây giờ mình mới thấy được cái khối uh, thu bluetooth của nó Nó có một cái anten ở đây Các bạn chờ mình tí để mình uh, Tháo thật nhẹ nhàng cái anten này ra Để mình có thể uh, Tiếp cận sâu hơn vào bên trong Cái này mình phải tháo nhẹ nhàng thôi ô oh, đây nữa này Ở mặt trên này cũng có luôn cái uh, phần ron trong nước màu trắng này các bạn ơi Quá đã luôn Để mình xem lại cái uh, khối thu bluetooth này Nó như thế nào, để mình bóc luôn cái miếng giấy này ra Để có thể uh, nhìn rõ ràng được cái uh, con chip ấy Đây các bạn ơi, mình đã thấy được tên của nó rồi dùng chip của Qualcomm luôn và tên của nó là QCC3007 cho cái khối thu của Bluetooth này còn lại là có gì đây mình thấy có một cái phần chân kết nối ra ngoài này là có một cái cổng tai si và có một khối pin nữa để mình tháo luôn cái khối pin này ra xem chi tiết luôn cho nó đã các bạn ạ Tiếp theo mình kiểm tra luôn xem là khối pin này nó có dung lượng là bao nhiêu đây rồi các bạn ơi bên trong hộp pin đấy là nó có hai cell pin 18650 này Dung lượng ấy, sẽ là 2680 mAh Còn mức áp ấy, sẽ là 7,2V Vậy chứng tỏ là hai siêu pin 18650 này sẽ được mắc nối tiếp với nhau để ra được mức áp 7,2V Quá tuyệt vời các bạn ơi, pin của chiếc loa này ấy, được để riêng trong một chiếc hộp luôn Chứ không có để rời ra ngoài như một số dòng loa khác Mình tính tháo luôn cái củ loa này ra để xem cho nó đã Nhưng mà khổ nỗi ấy, mình tháo hết bốn cái ốc này rồi Nhưng mà nó dính keo hay sao các bạn ạ, nó cứng lắm Mình mới chợt phát hiện ra rằng ấy là củ loa trên chiếc loa Marshall Everton thì cái gân của nó cứng và nó dày lắm các bạn ơi Đây này các bạn cứ nhìn vào và đánh giá luôn Nó dày lắm chứ nó không có kiểu mỏng manh đâu Đó, Nó dày và nó cứng lắm nha các bạn Mình thấy cả hai cũ thì nó như nhau cả thôi Cái gân của nó đều dày và nó cứng Các bạn cứ nhìn vào và đánh giá luôn Theo như mình thấy rất có thể cũng bởi vì cái tính đặc trưng của cái gân loa nó dày và nó cứng như này mà nó tạo ra được cái chất âm nó vừa trầm và nó vừa ấm của chiếc loa Marshall Everton này nha các bạn. Ngay bây giờ cũng thế là mình lắp ráp hết lại này, lên nhạc và thử nghiệm thôi. màn thử nghiệm vừa rồi chắc chắn là các bạn đã có thể cảm nhận rõ ràng với hai chiếc loa này nó có cùng kiểu âm thanh với nhau đó là một cái chất âm ấm áp này nếu mà nói thẳng ra thì đó là một cái chất âm nó hơi tối nhẹ một tí tuy nhược điểm là âm thanh nó tối nhưng mà cái ưu điểm mình nghĩ là không phải ai cũng biết đâu ưu điểm của những cái dòng loa mà nó có cái chất âm ấm áp nó hơi tối là khi mà mình nghe lâu ấy nghe thời gian liên tục luôn thì cũng không có cái cảm giác bị chói tai, bị nhức đầu như những cái dòng loa mà nó có cái chất âm sáng nét và nó thanh thoát nha các bạn. Đây cũng chính là kinh nghiệm mà mình thấy được sau cái quá trình trải nghiệm loa của mình. Với những chiếc loa mà nó có cái chất âm sáng và nó thanh thoát lúc đầu nghe được khoảng tầm một tiếng thôi thì nghe thích lắm các bạn, nghe khoái sướng lắm nhưng mà nghe đâu đấy khoảng 3 tiếng đồng hồ liên tục trở lên thì thôi các bạn, nó nhức đầu và nó chói tai, rất là khó chịu luôn. Thì cơ bản á mỗi một dòng loa, mỗi một chất âm thì nó đều có ưu và những điểm khác nhau. Còn nói về uh, giải bát của chiếc loa Marshall Ableton 1 này Thì các bạn thấy á, nó là một cái uh, giải bát trầm Chứ nó không kéo mạnh mẽ bụp 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 đâu Mà nó cứ bùm 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 ấy Cái điều đặc biệt khi mà mình mở cái mức âm lượng nhỏ xíu xuống á thì giải bát ấy, nó sẽ được tăng cường cho nhiều lên đương nhiên ấy, là cái giải bát nó cứ đùng 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 nghe chồng đã lắm các bạn ạ Tuy nhiên nó cũng có một số bài nhạc ấy, mà giải bát của nó đã dư sẵn rồi, nó đã nhiều sẵn rồi mà chiếc loa này nó còn cố tăng cường cho nhiều lên và cái kết là âm thanh bị rè luôn các bạn ạ cũng chỉ có một số bài nhạc mà nó bị dư bát thì nó mới bị như vậy thôi chứ còn đa số thì nó không có bị thì đó là tất cả những gì mà mình thấy được trong cái quá trình trải nghiệm qua chiếc loa Marshall Everton 1 này và đây là hai chiếc loa thứ nhất là bầu Soundlink flex và thứ hai là Marshall Everton 1 với hai chiếc loa này thì các bạn thích chiếc loa nào hơn các bạn vui lòng bình luận video này để mình cũng như là mọi người cùng tham khảo luôn còn bây giờ mình xin kết thúc video tại đây Các bạn mỗi người hãy dành tặng mình một like Và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau